tí về 2 năm trước thì tới nay thì bị biến mất ngủ rồi, có khi mất ngủ dài tháng rồi. Và bị sốc phản vệ rồi, để trị xong sốc phản vệ thì bị cao huyết áp rồi, tức là khoảng từ 140/90 gì đó rồi, mới ông cho uống thuốc cao huyết áp nhiều quá, nó hạ quá là mất ngủ, mất ngủ dài tháng á, ngủ mà không chết sao cũng cứ bỏ hết thuốc đi thì cũng được. Rồi biến ăn lắm, bà xã làm gì cũng kém ăn. Thì hắt hơi, bây giờ hắt hơi cứ mình cứ đi cầu thang mình đùng đùng lặn ngặt, mà sáng mà rửa mặt á là nát hơi bằng chục cái đó. Rồi da xanh xao, tay vàng này. Bạn bè nói tay sao vàng quá, nhưng mà khi đi kiểm tra thì không sao. Rồi gan rồi cũng gan, gan cũng gì hết, lực cũng thẳng tốt. Bây giờ cái tình trạng đó thì nó cũng đỡ rồi, nhờ học này kia giờ đi lên đó. Còn một năm trước giờ cái bệnh thứ hai, bệnh thứ hai một năm trước giờ thì đã có cái thời kỳ nó bị tê tay, tê từ ngón ngón từ tê 6 tháng sau nó tới đây. Rồi sau uống thuốc tầm bậy bạ thì như thế hết luôn bây giờ. Còn 6 tháng cho đến giờ đó là bị nặng nhất, là bị thấp, bị L4 L5 lan xuống chân rồi tê chân, đi không được, lái xe không được, thì cũng khắp nơi. Thì gần đây cách đây khoảng 2 tháng thì mới trị được một cái chỗ, thì mấy thầy đó bóc quyệt thì cũng đau đau lắm thì nó đỡ rồi, nhưng mà hiện tại thì còn như này nè, ngồi xuống thì đứng lên đi. Rồi thứ hai là khi ngồi thì dạ nó cong cong cái mỏi gối, mỏi về cái thể lực thì yếu, cầm nặng thì cầm khoảng 2 kg. Trước trước cầm mình siêu tốc cũng được. Nếu mà làm cầm nặng hơn ví dụ 5 kg thì có thể được. Vậy đây. Thực ra cái đó cũng không có gì. Cái bệnh ban đầu của anh á, mà nó có những cái rối loạn về huyết áp rồi về này nọ, ta gọi chính nó là chính rối loạn kinh nguyệt sau thời kỳ tiền mãn kinh đối với đàn ông. Thì phụ nữ thì có cái rối loạn phụ nữ này cũng rối loạn kinh nguyệt thời kỳ mãn kinh, cái đó nó ổn thôi qua cái giai đoạn đó. Có nhiều người á là phụ nữ thì 49-50 nhưng mà đàn ông mình nó nhiều khi tới 60 bắt đầu mới có vui đó. Nhưng mà anh vậy là cũng ổn định rồi. Coi chuyện mà huyết áp lên xuống điều trị á, mà của anh á, mà để mà bị mà ảnh hưởng vậy thì là do bác sĩ kém. Bác sĩ đó không phải là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Rồi khi anh bị cái đó, anh phải gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch thì họ cho thuốc mới đúng được. Còn cái bác sĩ mà không chuyên khoa tim mạch á, thí dụ ông làm nội khoa thôi hay là ông làm ngoại còn chết nữa, ông không biết gì mấy chuyện này đó. Hay là khi ông cho cái thuốc á thì ông không có cân được cái vấn đề huyết áp của anh, làm chủ áp anh nó bị tục mà tương mai nha. Tại vì nếu huyết áp á mà bị cao mà nó cho uống không đúng của nó mà nó huyết áp nó xuống cái nó tụt cái nền não anh, anh bị tai biến xuống còn cái 9-5 mấy đấy, mà anh sụp cái đó anh chết này. Hôm nay là chưa bị đánh, thường đánh lâu lâu thì cũng có sức khỏe đây dạ. Càng đánh càng yếu yếu bởi vì lúc đó là yếu điệu thuộc nữ mà. Quân tử hiếu cầu rồi mà, nên là cái chuyện đó là chuyện bình thường không có vấn đề. Bây giờ trước mắt về chỗ là anh đang có một dấu hiệu bệnh của một cái lão hóa, tức là anh bị đốt sống lưng, đốt sống cổ vậy thôi, không có gì nữa, chỉ có gì đó thôi. Bây giờ điều chỉnh cái đó là thì ok. Nhưng mà trước khi á mà để mà chữa cho anh á, tôi kiểm tra chút xíu để coi vấn đề nó phải nằm ở chỗ nào. Bây giờ đứng về đi. Thì bao giờ cũng vậy á, là đối với lứa tuổi mình á là mình sợ là mình cảnh trước, mình cảnh thì ok nè, động mạch cảnh này hơi kém chút, tức là động mạch cảnh bên phải á qua đây bị kém chút xíu, bên trái thì ok, bên phải thì kém chút xíu, nhưng mà kém nhưng mà nó 50% không có vấn đề gì, nhưng mà cũng có dấu hiệu thiếu máu não, cái chuyện nó bình thường. Là đó thì nó bị bên đó thì nó chèn lên đó, đúng rồi, thì anh chọn cái tay lại đi, một cái rồi tay kia. Rồi ok rồi, chắc là em tôi cho chị thử cái ha.
đứng ở đây nè. Rồi chị lấy cái tay chị sờ cái lòng mạch cảnh bên đây nha, đầu cảnh nó nằm ở giữa đây nè, chị sờ vô nè, đó thấy thấy nhảy chưa? Ok, cảm nhận nha. Ok, rồi bây giờ chị nhảy nhận bên đây, rồi chị cảm nhận đây khác liền, thấy chưa? Nó cũng nhảy nhưng mà nhảy 50% thôi, nó nhẹ thôi à. Thì bây giờ là nếu như mà tôi chẩn đoán đúng, bởi vì á là nếu mà tôi chẩn đoán đúng là tiên lượng đúng đi, chứ đừng nói dám chẩn đoán đúng, không đúng phải có nó làm là siêu âm mạch máu thì mới nói lên được đó. Thì tôi chỉnh cái cuộc sống cổ lưng anh lại cái thì mạch đó mà nó nhảy lại như bên kia thì ok, anh trả tôi nhiều tiền lắm nha. Ok rồi bấm nhá. Thì mấy cái triệu chứng nãy giờ anh nói giữ hết rồi ha, rồi chút xíu rồi tôi chỉnh lại. Rồi đến cái này một mình vậy vợ. Rồi nói thiệt đi, hồi trước làm nghề gì? Văn phòng kinh doanh, vừa đi làm nhà nước và làm riêng. Làm riêng, bởi vậy đầu óc ta sử dụng một bán cầu não thôi, ông này sử dụng bán hai bán cầu não. Một cái là làm việc cho nhà nước, rồi cái thọc cái chân làm cái gì ở bên ngoài. Mười mấy hai chục năm mà không có ngày chủ nhật. Bởi vì tính mà tính toán quá. Ta làm một đầu thôi, cái này không làm hai đầu. Rồi làm cái kia. Ông thấy là tôi là làm việc thì chỉ một là nhà nước thôi, không có làm tư nhân gì nữa, đúng không? Nên có gì là thôi, người ta không có đầu óc lúc nào thoải mái, đúng không? Bởi vậy nhiều khi giàu vậy chứ cực lắm. Ok. Nghe thấy hả? Nghe chưa? Rồi, nằm xuống đi. Đổi người đi, đổi người rồi, đổi người rồi. Tức là một cái cảm giác mà hồi xưa giờ chưa bao được, chưa bao giờ được nha. Rồi bây giờ đây mốt rồi năm năm miếng đó. Rồi ok mềm thì thả lỏng ra không thích. Wow nghe nó nằm lắng lên mình đó. Rồi giờ nằm nghiêng chứ quên. Rồi ok nha. Rồi nằm thẳng đây, thẳng người đây. Rồi xích lên chút đó. Rồi giải gờ lên. Ghê ha. Gãy luôn.
rồi vậy được rồi. Đâu cả. Thì đó, thấy nói vậy là kêu quá đã luôn. Kêu quá sức luôn. Đã luôn cái này ha. Rồi, cái điều đầu tiên đó là bây giờ anh đứng anh quay lưng lại, anh để cái tay coi nó ngon lành chưa? Rồi, bây giờ anh cúi lưng lại, thêm chút xíu rồi. Bây giờ anh cúi lại, anh làm mấy động tác mình thấy là trước anh bị khó chịu. Trước làm xem tới đây thôi. Rồi. Wow, rồi còn cái gì nữa, còn khó chịu gì nữa, thử đi đứng dậy. Đã rồi, quá đã rồi. Rồi không thể nào được, không thể nào được. Ok, để quan trọng để rồi mình gọi như này nhé. Rồi, thì chị lên thì chị có thể so sánh được rồi. Tức là tôi làm cho thoát cái bệnh ổng là bao nhiêu năm rồi hả? Đó, thấy không? Rồi, chị để cái tay động mạch cảnh với chị tay khác hết rồi. Thấy chưa? Thấy? Tức là anh bị chận cái động mạch cảnh đó, là do cái cột sống cổ, hồi nãy tôi lấy ra rồi. À, tôi kéo cái cuộn sống cổ ra vậy tập mạnh nữa thầy, giờ tập mạnh lên rồi. Ừ, thành ra cái tay cho anh hồi xưa cái dấu hiệu cái tay đây là chính là chèn cái cuộn sống cổ mà không biết, thấy không? Rồi vô tình cờ nó không biết anh lắc qua lắc lại gì nó đỡ nhưng mà nó khỏi, thì nó có cái dấu hiệu của mấy cái thiểu năng tuần não đó, nhưng bây giờ tôi giải quyết cái cục rồi xong hết rồi. Thầy Kim á, thầy nói là nằm xuống phải biết bên hông thì nó bị nó tèo, nó lép á, tèo đi đó. Ừ. Tại vì bên này thầy làm sao nó đẹp lên được? Quá tàn, quá tàn. Không phải đâu, không phải. Ông thầy chỉ bên này, anh này nói đúng. Anh nói không phải, tại vì anh bị chèn á, rồi khi anh đi á, là một cái chân á, anh trụ, một cái chân anh không có trụ, cho nó bị cái đó. Nhưng bây giờ tôi đã chỉnh lại rồi, bây giờ anh đi lại đi. Anh thử anh đi lại coi anh đi khác rồi. Bây giờ anh không còn cái dấu hiệu này. Anh thấy chưa? Đi anh đi cái đó dấu hiệu anh bây giờ hết rồi, thì giờ tự nhiên lần cái mông nó nở lại thôi, không cần đấy, chạy luôn chạy luôn chạy luôn. Rồi cái gì à, ok rồi. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.